Phượng kính chào quý vị đến với bản tin Hòa Thịnh Đốn hôm nay thứ Năm ngày 6 tháng 6 2019 gồm có hai phần. Phần đầu là tiếng nói cử tri, phóng sự khóa họp sông Nguyền kỳ 1. Trong phần 2 là phóng sự hội ngộ Thùy Nhân. Để mở đầu, Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi tiếng nói cử tri với Jackie Bông. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị cùng Hoàng gia Anh đón tiếp Tổng thống Trump và phu nhân Melania trọng thể tại điện Buckingham trong chuyến công du trên khắp quốc gia, ước tính tốn kém hơn 20 triệu Mỹ Kim trong 3 ngày của đầu tháng 6. Tổng thống cũng hội đàm với Thủ tướng sắp ra đi khỏi chức vụ, bà Theresa May, để thảo luận về các vấn đề thay đổi khí hậu, về tình hình an ninh của công ty Trung Quốc smartphone Huawei, không muốn họ xây dựng tiếp tục mạng 5G, cũng như Tổng thống đàm thoại về thỏa thuận tăng cường kinh tế lớn hơn giữa hai quốc gia Anh-Mỹ hậu Brexit. Còn người dân ngoài đường xứ Anh cũng có cuộc tiếp đón ồn ào hơn năm trước đối với Tổng thống. Trong quá khứ, Tổng thống từng va chạm với ông Sadiq Khan, người gốc Pakistan, thị trưởng của London, vì ông cho Tổng thống có hành vi của một đứa trẻ 11 tuổi, nên một quả bong bóng khổng lồ mang hình mặt tả lót Baby Trump được tung bay trên không gian phía trước tòa nhà Quốc hội Anh để tiếp đón Tổng thống năm nay. Nhiều cuộc biểu tình khác tại Trafalgar Square ở London xung quanh bức tượng của ông Washington, Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên, được thiết kế điều động đến 250.000 người Anh cầm biểu ngữ chỉ trích Tổng thống thậm tệ về việc Tổng thống chống đối môi trường, về ông xúc phạm quyền phụ nữ và về Tổng thống kỳ thị chủng tộc. Tuy nhiên, Tổng thống vẫn được tham dự long trọng lễ kỷ niệm 75 năm ngày quân đồng minh đổ bộ Normandy trong Đại chiến thế giới thứ nhì tại Portsmouth. Tổng thống cũng công du đến Ireland, chỗ Tổng thống làm chủ một sân golf tráng lệ tại Dubeck, nhìn ra biển Đại Tây Dương. Về phương diện ngoại giao, Tổng thống tuyên bố trước đó, Liên hiệp Âu Châu là một tổ chức vô dụng, là công cụ đe dọa chủ quyền của Mỹ, không đóng góp đúng mức cho Liên minh NATO để bóc lột Hoa Kỳ, nên Tổng thống cứng rắn với công thức nước Mỹ trên hết, làm cho liên hệ với châu Âu càng căng thẳng hơn. Ngoài ra, cơ quan tư vấn quan hệ ngoại giao nói là Tổng thống thoái lui trên nhiều mặt trận, làm cho Nga và Trung Quốc lấp vào chỗ trống, nên nhiều nước đồng minh hiểu rằng không còn trông nhờ vào Washington. Hơn nữa, những tuyên bố gần đây của Tổng thống không thấy có dấu hiệu hạ nhiệt với Iran. Bà Trudy Rubin, bình luận gia chính trị quốc tế của tờ Philadelphia Inquirer viết, là chính sách ngoại giao cá nhân của Tổng thống Trump liên hệ các vấn đề quốc tế đã tỏ ra không hiệu quả vì không thấy những điều khoản cụ thể ngoài cam kết mơ hồ trong những vấn đề lợi ích quốc gia Hoa Kỳ và đã gây chia rẽ thêm bên Trung Đông cũng như bên châu Âu và châu Á. Để tránh lặp lại kết quả không như kỳ vọng, cử tri có đồng ý với bà Rubin khi bà khuyên Tổng thống cần nhường đường để cho các nhà đàm phán lão thành có thời gian làm công việc của họ hay không? Jackie Bông xin kính chào quý vị.